Tuy bất ngờ đáp trả status đầy ẩn ý chia tay của Khổng Tú Quỳnh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thời gian qua, mối tình của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy thu hút khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mọi thứ xuất phát từ dòng trạng thái của nam ca sĩ Đại Nhân viết cho giọng ca Tiệm Bánh Dâu Tây. Dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Cũng giống như Đông Nhi, ông Cao Thắng, cặp đôi này cũng nổi tiếng ở cùng một giai đoạn và là một chuyện tình được giới trẻ yêu thích trong nhiều năm nay. Vì thế khi có tin đồn họ tan vỡ, các fan đã lo lắng rất nhiều. Đứng trước tin đồn này, nam ca sĩ cũng phản hồi khá khéo léo. Thực sự Huy rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm với tất cả mọi người, chỉ đơn giản là hiện tại Huy đang ổn. Hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến Huy thông qua các dự án mà Huy đang làm. Mới đây nhất, nữ ca sĩ vừa chia sẻ một đoạn văn sưu tầm trên trang cá nhân và trong đó có câu: "Nếu ai đó hỏi khi nào thì nên buông tay một mối quan hệ, thì câu trả lời tốt nhất là không có thời điểm hoàn hảo. Khi bạn đau đủ nhiều, bạn sẽ tự khắc buông ra để bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều niềm vui mới." Mọi người liền đặt nghi vấn phải chăng cô đang có tâm trạng buồn và muốn bộc bạch tâm sự thông qua những gì mình vừa đăng tải. Mọi thứ vẫn chưa có hồi đáp, thì tiếp đến giọng ca giả vờ yêu cũng đăng đàn: "Bạn không tôn trọng tôi, nhưng tôi vẫn dành sự tôn trọng cho bạn. Không phải vì điều to tát cả, mà đó là phương châm sống của tôi." Dù không nhắc đến ai cụ thể, nhưng việc cả hai cùng đăng tải trên trang cá nhân ngay cùng một thời điểm với nội dung nhạy cảm như thế này đã khiến mọi người rất chú ý. Hé lộ bằng chứng Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã âm thầm chia tay là sự thật 100%. Vào tối ngày 4 tháng 10, tin đồn Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã chia tay trở thành chủ đề nhận được đông đảo sự quan tâm của công chúng. Trong khoảng thời gian gần 10 năm bên nhau, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này vướng phải nghi vấn đường ai nấy đi. Tuy nhiên khoảng hơn một năm trở lại đây, tin đồn này thực sự đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Giống như cách những nghệ sĩ kín tiếng khác đối mặt với ồn ào, cả Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đều giữ thái độ im lặng. Thế nhưng khá nhiều dân mạng cho rằng nghi vấn này hoàn toàn có cơ sở, bằng chứng là những chi tiết mà fan thu thập được dưới đây. Không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí và đồng hành trong công việc. Trước đây, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh thường dính như Sam mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trái ngược với nhiều cặp đôi V-Biz khác, cả hai khá thoải mái trong việc tình cảm giữa chốn đông người. Nhưng từ những tháng cuối năm 2017, tần suất Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy sánh đôi cùng nhau ít dần rồi mất hẳn. Sau này, công chúng thấy Ngô Kiến Huy thường đi dự sự kiện cùng một số đồng nghiệp nữ từng có dịp cộng tác trong công việc như Khải Như hoặc đi lẻ bóng. Mất hút trên mạng xã hội của đối phương. Dù không phải là người thường xuyên đăng ảnh chụp cùng bạn gái, nhưng Ngô Kiến Huy vẫn khiến nhiều fan không khỏi đặt nghi vấn khi hình ảnh cuối cùng anh chia sẻ liên quan đến Khổng Tú Quỳnh là poster thông báo về fan meeting vào năm 2017. Điều này cũng tương tự như trên Facebook của Khổng Tú Quỳnh. Đáng chú ý, cả hai cũng không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Chia sẻ đầy ẩn ý của bạn bè thân thiết. Dù từng có nhiều lời đồn thổi về việc mối quan hệ giữa Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã rạn nứt trên mạng xã hội, nhưng phải đến khi chia sẻ của Đại Nhân, nghi vấn này mới thực sự thu hút nhiều ý kiến từ dư luận. Cụ thể đính kèm với hình ảnh của Khổng Tú Quỳnh, Đại Nhân viết: "Dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai." Đại Nhân vốn được biết đến là một trong những người anh khá thân thiết của Khổng Tú Quỳnh. Chính vì thế, khá nhiều người hâm mộ cho rằng chia sẻ này chính là bằng chứng cho tin đồn Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy đã chia tay. Vốn là cặp đôi nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng khi có mối tình bền vững gần 10 năm, chia sẻ của Đại Nhân về Khổng Tú Quỳnh khiến đông đảo fan như ngồi trên đống lửa. Sau việc đồng loạt phản ứng khi Ngô Kiến Huy đóng trang cá nhân giữa tin đồn chia tay Khổng Tú Quỳnh. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy vừa đưa ra quyết định khiến fan bất ngờ, đó là đóng cửa trang cá nhân. Anh chia sẻ đóng Facebook một thời gian, mọi người vẫn liên lạc qua fanpage nhé. Ai có liên hệ công việc của Bob thì vẫn inbox bình thường nha. Tuy nhiên, với thông báo này được anh công khai, tại thời điểm tin đồn chia tay Khổng Tú Quỳnh vẫn đang xôn xao chưa hạ nhiệt. Hành động này của anh Bob ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của đồng nghiệp và bạn bè. Người đầu tiên để lại bình luận hỏi thăm để thể hiện sự lo lắng là diễn viên Nhã Phương, bạn diễn của Ngô Kiến Huy trong phim Hoán Đổi. Nhã Phương ân cần: "Vụ gì vậy ba nó?" Ngay sau đó, diễn viên Ốc Thanh Vân, Khả Như, Vũ Công Nga Mi, ca sĩ Trung Quân đều sốt ruột hỏi thăm chặn bắp làm sao. Sự quan tâm của bà xã Trường Giang đến Ngô Kiến Huy khiến người hâm mộ cũng vô cùng bất ngờ. Đáng chú ý,
Một fan đưa ra lời dò đoán về nguyên nhân nam ca sĩ đóng trang cá nhân chính là Khổng Tú Quỳnh. Sang sợ bị hỏi tới dâu à, nếu Huy không đối mặt thì không ai đối mặt và không sống giùm cuộc đời cho Huy đâu. Ngô Kiến Huy đã đáp ngắn gọn, không liên quan. Trải qua 8 năm yêu mặn nồng, khán giả đang chờ mong Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy sẽ sớm có cái kết đẹp bằng một đám cưới cổ tích vào thời gian gần đây. Thế nhưng từ đầu năm 2018 tới nay, cặp đôi lại liên tiếp vướng phải tin đồn đường ai nấy đi sau 8 năm bên nhau, khiến người hâm mộ của cả hai vô cùng hoang mang. Cách đây vài ngày, trong cuộc họp báo ra mắt game show, khi được hỏi về tin đồn chia tay với bạn gái 8 năm Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy dường như né tránh, chỉ chia sẻ ngắn gọn. Thật sự Huy rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm với tất cả mọi người, chỉ đơn giản là hiện tại Huy vẫn ổn, hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến Huy thông qua các dự án mà Huy đang làm. Sau 3 năm chia tay, Harry Quân hạnh phúc bên Trấn Thành, còn tình cũ Tiến Đạt giờ ra sao? Gần 3 năm kể từ ngày chia tay Harry Quân, khán giả không còn thấy Đinh Tiến Đạt xuất hiện nhiều trên truyền thông hay các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Thỉnh thoảng, nam rapper chỉ góp mặt trong một vài dự án âm nhạc cộng đồng hoặc sự kiện của bạn bè thân quen. Ngoài ra, khán giả chỉ biết đến anh qua những chia sẻ bâng quơ về cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân. Trong buổi gặp gỡ gần đây với chúng tôi, bạn trai cũ của Harry Won đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do mất tích khỏi showbiz, cũng như cuộc sống hiện tại của anh sau 3 năm chia tay bạn gái Hàn Quốc. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi, thời gian qua, Đinh Tiến Đạt thường im ắng và không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Vì sao vậy? Thực ra tôi vẫn làm nhiều dự án âm nhạc đấy chứ, nhưng tôi không làm cho chính mình, mà tập trung vào những bạn trẻ có nhiều đam mê ca hát, có tổ chức nhưng chưa được may mắn tỏa sáng. Các MV, sản phẩm của những bạn trẻ này vẫn được tôi chia sẻ đều đặn trên Facebook để khán giả của mình có thể biết đến họ. Ngoài ra, thời gian qua tôi không xuất hiện nhiều trên mặt báo, sân khấu lớn nhỏ vì bận rộn với công việc kinh doanh. Nói như thế cũng đồng nghĩa với việc Đinh Tiến Đạt đã không còn mặn mà đi hát hay tham gia vào các hoạt động showbiz hay sao. Thú thực, âm nhạc đối với tôi lúc này chỉ còn là sở thích. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiếm sống bằng âm nhạc. Thu nhập chính của tôi chủ yếu vẫn đến từ công việc kinh doanh. Trong suy nghĩ của nhiều người, nghệ sĩ chỉ cần ra sản phẩm, đi hát thường xuyên là có thể làm giàu. Nhưng tôi thì khác, tôi xuất thân là một rapper. Âm nhạc chỉ là thứ tôi giải tỏa những buồn phiền, bí bách trong cuộc sống. Đôi khi, tôi vẫn dùng âm nhạc để tạo ra các sân chơi cho bạn trẻ. Có thể những sân chơi đó không giúp tôi kiếm ra tiền, nhưng nó mang lại nhiều giá trị tinh thần và niềm vui cho tôi cũng như mọi người xung quanh. Với tôi, những điều đó còn quý và đáng giá hơn rất nhiều so với tiền bạc. Như vậy thì còn cuộc sống riêng của anh thì sao? Sau gần 3 năm chia tay Harry Won, liệu Tiến Đạt đã tìm được tình mới? Cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn độc thân và tự do đi chơi cùng bạn bè. Thế anh nói sao về những cô gái từng bị đồn là người yêu mới của Tiến Đạt? Dư luận cứ đồn đoán về tôi, nhưng họ đâu có đi chung với tôi chặng đường dài để biết tôi yêu ai, thích ai. Tôi đi chơi chung với một nhóm bạn thì chẳng ai nghĩ gì, nhưng cứ hễ tôi xuất hiện riêng với người này, người kia thì y như rằng hôm sau người ta sẽ đồn đó là bạn gái của Tiến Đạt. Cuộc sống của mình mà cứ phải chạy theo suy nghĩ của dư luận thì sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy tôi quyết định mặc kệ tin đồn, người ta muốn nghĩ gì và đồn đoán thế nào cũng được. Sau mối tình 9 năm ồn ào với Harry Won, nếu sau này Đinh Tiến Đạt có người yêu mới, anh có sẵn lòng chia sẻ với công chúng hay không? Chuyện tình trước đây đã là quá khứ, trong cuộc sống đâu có điều gì là chắc chắn 100%. Hơn nữa tính tôi rất khẳng khái, nếu có người yêu thì tôi sẽ không ngại công khai với khán giả. Nhưng tôi e là mình chưa kịp công bố thì mọi người đã biết rồi. Cộng đồng mạng ngày nay giỏi lắm, chuyện gì trong showbiz cũng biết. Dù đã chia tay từ lâu và mọi người đều đã có cuộc sống riêng, nhưng mối quan hệ giữa anh và Harry Won vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm. Thời gian qua, liệu cả hai có còn giữ liên lạc với nhau thường xuyên hay không? Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc trên Facebook để hỏi thăm cuộc sống của đối phương. Sau chia tay, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, nên chẳng có gì phải ngại ngùng hay né tránh nhau cả. Tuy đã là vợ Trấn Thành, nhưng thỉnh thoảng Harry Won vẫn bị cư dân mạng trêu chọc và nhắc đến tên anh khiến cô ấy khó xử. Trấn Thành cũng từng bị khán giả vô ý gọi nhầm là Tiến Đạt. Anh nghĩ sao về những trò đùa trên cư dân mạng? Những chuyện này tôi không theo dõi thường xuyên nên không rõ. Vì vậy tôi xin phép giữ im lặng và không bình luận gì thêm. Cảm ơn anh vì những chia sẻ.